Vâng, ok, chào các bạn đã theo dõi kênh Bạch Mã TV nhé. Mình là Dương Quyết đây. Đấy, hôm nay là bên mình cập nhật tình hình ngựa Bạch bên trang trại Bạch Mã TV nhé. Lời đầu xuân thì chúc các bạn năm mới mạnh khỏe, làm ăn kinh tế là gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc nhé. Thì đầu xuân thì bên mình cập nhật tình hình trang trại bên mình. Đấy, ngựa thì bên mình có sẵn ở trang trại. Đấy, còn hàng mình đi gom của bà con thôi. Đấy, còn hàng tác pha các bạn nhé. Đấy, đây là đang cho ngựa ăn và tắm ngựa các bạn nhé. Đấy. Thứ nhất là cập nhật tình hình là bên mình đang có một con cái ta, hàng ta này. Đấy, chuẩn bị đi đàn nhé. Đấy, khuôn vừa vừa tiền. Đấy, hàng trắng bông, phong phái chạy sẽ. Đấy, tiếp theo là con bên trong kia là có chửa nhé. Con đấy thì là hàng lỗi, đấy, hàng ta pha, chửa sắp đẻ rồi các bạn nhé. Đấy, tiếp theo là con này đây, con này cũng hàng lỗi đây. Con này thì hàng ta pha này. Đấy, là mình cập nhật. Tiếp theo là con hàng ta gọi ta ré. Con này thì là mua từ lúc đắt giờ, hàng trắng bông nhá, không lỗ không khoái. Đấy, tiếp theo là hàng con cái có chửa đây. Con cái chửa, có chửa ta pha nó nặng trên 2 tạ rồi. Nó vẫn còn trẻ đó, nếu mà chửa là chửa lứa đầu các bạn. Đấy, màu trắng ngà đẹp luôn. Đấy, không khoái không lỗ gì, sạch sẽ. Các bạn con này về thì nuôi thì đẻ rất mắn luôn nhá. Đấy, dài ngựa này, ngực nở, đít mông nở, dày mình nhá. Đấy, rất hiền lành luôn, sờ được. Ngựa này còn sờ được thôi nhá. Đấy, tiếp theo là con đực này, con đực giống này thì mình chuẩn bị cho đi bên Phú Thọ rồi. Tiếp theo là con cái có chửa nhé. Con này có chửa 9 đến 10 tháng bảo hành luôn các bạn nhé. Đấy, hàng ta pha, nó gọi là ta pha. Con này phải nặng tầm độ trên 2 tạ các bạn nhé. Phong phái sạch sẽ, hàng trắng bông, chân tay móng vó đẹp. Đấy, đây là sân trường, ngựa Bạch sân trường đang tắm cho ngựa các bạn nhé. Tắm cho sạch nhé. Thì các bạn là nhốt ngựa như thế nào nhốt nhá, khi mà thả thì gì thả thì các bạn là cứ trời nó nóng nóng thì một ngày các bạn nên tắm một lần hoặc là hai ngày tắm một lần nhé. Đấy, dọn phân thì cứ hai ngày dọn phân một lần. Đấy, thì để cho ngựa nó đỡ bị bệnh tật hơn nhé. Đấy, con lợn thế chuồng lúc nào phải sạch, phải cả mình đưa con gì thế chuồng lúc nào phải sạch các bạn nhé. Thì đây có chỗ ngựa con này thì bên mình về được tầm độ 1 đến 2 tháng rồi nhé. Đấy, giờ sang tháng 2 là các bạn nào mà muốn cần giống ấy, hoặc là trong tháng riêng này bạn nào muốn cần giống thì cứ liên hệ Bạch Mã TV nhé. Còn ngựa Bạch sân trường thì hàng này toàn hàng trắng ngà đổ lên thôi, không phải sạch sẽ, toàn hàng sao pha thôi nhé. Đó, ở trại mình ở chỗ trong chuồng này thì trong cái trại này thì có mỗi là hai con là ta pha bình thường, có hai con choi ta pha bình thường thôi, còn đâu là toàn hàng ta pha hết các bạn nhé. Đó, đây là khu vực chăn nuôi và tắm rửa bên mình đây, cỏ ở đây bên này, bên mình đang hiện tại là đang thiếu cỏ voi nên là mình đi cắt thêm cái cỏ này về các bạn nhé. Cỏ này ngựa ăn rất thích luôn. Đấy, đây là gọi là cỏ đồng nhé các bạn nhé. Các bạn cắt cỏ đồng thì chỗ nào rồng ấy, thì nên cắt nhé. Còn những cái chỗ nào mà nó ở bờ ruộng ấy, ở bờ ruộng lúa ấy, các bạn không nên cắt, tại vì người ta hay phun. Mùa này người ta hay phun các bạn nhé, phun cháy cỏ. Đấy, người ta mới cấy xong người ta hay phun cỏ, nên là các bạn cắt là cho ngựa, cho trâu, cho bò, cho các con vật ăn là dễ bị ngộ độc, nó lại khó chữa các bạn nhé. Đấy, trong này thì có rất nhiều em trắng bông luôn. Đấy, rất nhiều em trắng bông luôn nhé. Đấy, các bạn nhìn xem hàng trắng bông ta pha luôn nhé, to toàn trên một tạ thôi, mới có 5-7 tháng tuổi là toàn trên một tạ thôi các bạn nhé. Đây, trong kia có một con bông tít rồi, hàng đực giống nhé các bạn nhé, vẫn còn trẻ. Đấy, mới được có 8 tháng cho đến 9 tháng tuổi thôi, vẫn còn trẻ nhé. Cho nên là các bạn bắt về thì còn to nữa nhé các bạn nhé. Đấy, đây là Bạch sân trường đang tắm rửa ra cho con ngựa đây, tắm cho nó sạch sẽ nhé. Mấy hôm nay là nó đang chuyển sang thời tiết ấm rồi, nên là bên mình phải chịu khó tắm ngựa này cho nó sạch những cái bẩn bụi ở trên con ngựa các bạn nhé, nó đầm nó bẩn. Đấy, ok các bạn nhé, ngựa rất khỏe mạnh luôn, con này trắng bông luôn này, hàng ta pha nhé. Đấy, nó đang mới đổi lông thôi. Đấy, ok các bạn nhé. Thì các bạn yêu quý kênh cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Thì con giống thì bên mình vẫn cung cấp đầy đủ nhé. Đấy, có bảo hành luôn nhé, các bạn yêu cầu bảo hành bên mình sẽ bảo hành cho. Con giống không lỗi, không bệnh tật. Ngựa như nào thì bên mình báo như thế nhé. Nên là các bạn yên tâm bắt ngựa bên Bạch Mã TV nhé. Đấy, đảm bảo uy tín. Con giống thì chất lượng nhé. Đấy, khi mà sinh nở ra thì bên mình sẽ thu gom lại cho các bạn.
Nên cái điều đấy là các bạn yên tâm nhé, không sợ là các bạn không có đầu ra. Các bạn mua giống thì các bạn mua con giống, khi mua con giống vào thì giá nó hơi cao một chút đấy. Còn nếu mà các bạn mà muốn ngựa rẻ cũng có ngựa rẻ, các bạn mà đi mua ở chỗ khác ấy, nếu mà thấy ngựa nó rẻ đột ngột hoặc như nào đó thì các bạn nên xem con ngựa đấy có lỗi gì không nhé. Đấy, thường thường là người ta hay bắt ngựa lỗi về bán rẻ lắm, cho nên là các bạn đi bắt ngựa cũng phải để ý nhé. Thì phải bảo người ta cam kết hoặc bảo hành viết giấy đầy đủ các, khi mà nuôi lớn mà lỗi khoái hay lỗi gì nó hiện khoái ra ấy, thì các bạn bảo người ta là chịu trách nhiệm đổi cho các bạn nhé. Đấy là phải một điều như thế các bạn nhé. Còn thì nếu mà nó không lỗi, nếu mà người ta khẳng định không lỗi thì mình cứ bảo người ta viết giấy cho. Còn bên mình ấy, thì bên mình là bảo hành bằng video luôn, bảo hành bằng video trong quá trình xuất đi và chuyển ra cho bà con luôn, và bảo hành bằng giấy ký tên thì nếu các bạn cần. Còn thì bên mình thì kênh nó có sẵn đấy rồi, mọi người là đã lên đấy bình luận và cho đánh giá rồi, nên là các bạn yên tâm nhé. Có những cái sản phẩm bên mình từ ngựa bạch này, bên mình thì là chuyên ngựa bạch thôi, còn ngựa màu thì bên mình chưa bao giờ bán ngựa màu cả, ngựa màu chỉ có bán hộ thôi các bạn nhé. Chứ còn bên mình là chuyên ngựa bạch, có ai mang ngựa màu ở đây thì bên mình bán hộ thôi, chứ còn không bao giờ bắt ngựa bạch và bắt ngựa màu về đây các bạn nhé. Đấy, có những sản phẩm từ cao ngựa bạch này, cao ngựa màu này, gọi là phổi ngựa bạch, ngựa mật ong này, và mật ong tự nhiên này. Đấy, thịt trâu góc bếp, thịt ngựa góc bếp này, và những cái sản phẩm trang trại, ví dụ như đầu tưới như đang xịt tắm như kia, đang tắm như kia rồi, đang tắm như thế xịt rất mạnh luôn nhé, dùng máy bơm hoặc dùng test cũng được các bạn nhé. Đấy, cũng đều là không phải lấy tay bóp nhé. Đấy, cho nên là các bạn yên tâm sử dụng. Đấy, ví dụ như đá muối này, các bạn mua đá muối về cho ngựa dùng chẳng hạn đấy, thì nó bổ sung khoáng, chất khoáng từ muối rất tốt cho cơ thể con ngựa, thì nó ít sổ xít nó lại ho hơn nhé các bạn nhé. Đấy, cũng giống như người uống nước chanh thế, giảm ho, trị ho. Đấy, cho nên là nó rất chi là cái sản phẩm đá muối đấy thì bên mình sẽ có một cái video lên nhé, lên cả nền tảng TikTok này và nền tảng YouTube và nền tảng Facebook fanpage nhé, đều có hết, đều có giá ở trên đấy hết nhé. Những cái sản phẩm từ trang trại này bên mình có thể là áp giá trực tiếp được lên trên đấy nhé. Các bạn chỉ việc bấm vào đường link và bấm mua, hoặc là gọi điện trực tiếp, hoặc là đến trang trại mua trực tiếp nhé, thì bên mình đều có. Còn ngựa này thì bên mình xin phép là các bạn là mình không để giá nhé, tại vì ngựa nó lớn từng ngày đấy, giá cả nó biến động từng gọi là từng ngày từng giờ, cho nên là mình không để giá cố định ở trên đấy được. Đấy, nếu con ngựa nào bán cân ấy thì mình có thể là để ra cân đối với ngựa thịt, đối với ngựa thương phẩm nhé. Chứ còn ngựa giống thì bên mình gom của bà con, nên là mình mua của bà con là không phải là giá cân, nên mà mình bán con thôi. Đấy, bên mình lời một chút, tính cả cộng tiền xe vào lời một chút là bên mình có thể để giống lại cho các bạn được nhé. Cho nên là các bạn yên tâm bắt giống bên Bạch Mã TV và ngựa Bạch Sơn Tường. Đấy, hai kênh đều như nhau, các bạn liên hệ kênh nào cũng được nhé, đều có nhân viên tư vấn cụ thể. Đấy, khi vào quá trình các bạn bắt giống về thì sẽ có người tư vấn cụ thể này, có thú y tư vấn thuốc thang này, cách tiêm này, cách phòng ngừa bệnh tật cho ngựa này, cách chăn nuôi như nào cho nó hợp lý nhất này. Bên mình là bên chỗ hợp tác xã làng phẩm, cho nên là các bạn yên tâm nhé, đều có các ông trong ban hợp tác xã, bên chủ nhiệm hợp tác xã là đều tư vấn được cho các bạn hết nhé, cho nên là các bạn yên tâm bắt ngựa giống bên mình nhé. Thì sau hết tháng riêng này thì bên mình sang tháng 2 là hết quà tri ân rồi nhé. Đến tận tháng 8 Tết thì anh em tôi hoặc là trang trại bên mình lại có áp dụng cái phần quà tri ân cho khách hàng là mỗi một con ngựa là một lạng cao nhé. Thì sau tháng 2 này thì các bạn nào bắt sau thì thiệt thòi thì mong các bạn thông cảm nhé. Đấy, ok. Thì chúc các bạn năm mới một năm mới an khang thịnh vượng ạ. Bản thân các bạn có nhiều sức khỏe và gia đình các bạn có nhiều sức khỏe này. Và chăn nuôi ngựa, nếu mà có bắt ngựa chăn nuôi ngựa gặt hái nhiều thành công này. Và ra sản phẩm nhiều này. Đấy, ok, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo năm 2024 nhé. Đấy, ok, xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại nhé.